Chiều ngày 15 tháng 11, đoàn công tác của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện do đồng chí Nguyễn Hải Dương, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện dẫn đầu đã đến thăm và chúc mừng ủy ban mặt trận tổ quốc huyện nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2024. Thay mặt đoàn, đồng chí bí thư huyện ủy Nguyễn Hải Dương đã ghi nhận biểu dương những thành tích xuất sắc mà ủy ban mặt trận tổ quốc các cấp trên địa bàn huyện đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí cũng mong muốn trong thời gian tới, ủy ban mặt trận tổ quốc các cấp trong huyện và các tổ chức thành viên tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của ban chấp hành đảng bộ huyện để triển khai bài bản, quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ được giao gắn với nhiệm vụ chính trị hàng năm, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do mặt trận tổ quốc các cấp phát động, thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của thường trực huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện. Đồng chí chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc huyện hứa sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên, làm tốt công tác tuyên truyền vận động và phối hợp để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.